Đây, hello anh em, hôm nay thì Đại Năng thay cho em trai cái bóng đá gầm 2 chế độ các bạn nhé. Xe Isuzu VKR 550 điện 24V. Đấy, vừa rồi thì có lắp cái thanh tròn anh em này. Đấy, anh em thấy không? Cái bóng led này các bạn nhá. Bóng led này thanh zin anh em. Không phải chế cháo cái gì cả, anh em chỉ việc tháo ra lắp vào thôi. Đèn này là đèn cái bản chi theo xe điện 24V anh em nhá. Tháo lắp đúng như zin luôn, không phải chế cháo một cái gì anh em nhá. Đó, anh em ạ, tháo lắp như zin luôn. Rất là đơn giản anh em ạ. Con này thì nó là bên trong là có cái cài các bạn ạ. Các bạn đưa tay vào các bạn đẩy cái phanh ra. Đấy, đưa nó bỏ bóng ra. Đấy, nói chung là con này lắp đặt cái gì anh em nhé. Không phải chế cháo một cái gì luôn. Rất là dễ luôn. Các bạn nhớ cho mình là nó có một cái chiều vuông và một chiều tròn. Các bạn nhớ cho mình cái chiều vuông của nó là phía dưới, chiều tròn là phía trên anh em nhé. Đấy, anh em nhớ cho mình nhé. Đấy, các bạn vào là vừa xin luôn. Không phải. Đấy, các bạn thấy không? Vào là vừa xin luôn, cho nó các bạn con phe vào đây luôn. Đấy, thế là xong. Sáng anh em nhé, con này là chế độ hai màu anh em ạ, rất là sáng luôn, vừa sáng còn vừa bền nữa. Đấy, chúng ta lại tiếp tục với sang bên phụ các bạn nhé, bên phụ các bạn nhìn thấy đây, các bạn tháo ra đầu tiên này, thuận tay thì anh em nhìn dễ thôi. Đấy, sau đó các bạn rút cái rắc này ra nhé, rút rắc này. Là nó sẽ có một cái chiều vuông và một chiều tròn. Anh em cho chiều vuông phía dưới, cho chiều tròn phía trên. Các bạn mà lắp ngược ánh sáng nó sẽ ra bị ngược nhá. Các bạn lưu ý giúp mình, các bạn phải cho cái chiều, cái vuông ở dưới và cái tròn ở trên. Vì nó có hai khớp mà các bạn nhìn này, nó có hai khớp này, vuông và tròn này, các bạn nhớ nhá. Các bạn cho đúng chiều, anh em mà cho ngược chiều là các bạn sẽ bị sai ánh sáng, sẽ bị ngược ánh sáng. Đấy, sau đó bạn cắm đắc cho mình vào là xong đó. Rất là đơn giản. Xoáy xong, cắm đắc xong nhá. Các bạn cho nó vào trong lại nhét như cũ và các bạn xoáy lại cho mình như cũ là xong. Tai này thì nó sẽ có mấy cái cửa, các bạn cứ xoay xoay nó sẽ vào cửa đó. À, sẽ có mấy cái cửa, các bạn cũng vào cửa nó sẽ vào. Rồi, ok cho anh em, rồi giờ hạ cái pin thử. Em hạ cái pin đi. Đánh vào. Rồi, các bạn thử nhá. Giờ sẽ bật cho anh em nhá. Con này nó ăn theo hệ thống đèn DMI nhá, các bạn bật đèn DMI thì nó mới đổi màu. Em bật đi. Chưa, em phải lổ máy lên, bật máy lên, bật đèn đường đi lên nó mới lên. Đây các bạn nha, VKR 50 nha, VKR. Đấy, đường đi. Ok. Đấy, sao luôn. Đấy, ra màu vàng anh em nhé. Đấy, màu vàng đây các bạn. Màu vàng các bạn nhá, rồi em tắt đi bật lại ra màu trắng luôn này. Ok. Đấy, ra màu trắng luôn. Đấy. Xong rồi anh em nhá, anh em có thể chạy hai màu. Các bạn ạ, các bạn có thể chạy hai màu. Đấy, nó chưa rất là sáng các bạn ạ. Buổi tối các bạn chạy rất là sáng. Mình đảm bảo các bạn là sáng và rẻ nữa các bạn. Ngon bộ rẻ nữa. Đấy. Tổng của em ý là một tay gương tròn nha các bạn nhá, một tay gương tròn này. Là một bình nước phun mưa của Hyundai HD này và hai bóng đèn gầm. 3 màu. 50 cộng 200 của em 1 triệu tròn thôi. Có cân số xe ở đây không em nhỉ? Dạ. Có cân số xe không nhỉ? 98C 222 tưởng lại 3 con 2 luôn, cả 4 con 2 luôn, chết rồi. Của em 1 triệu tròn thôi. Thank you em. Okay. Chạy xé giúp anh phát. Nói chung là chạy được em ạ, chạy ngon. Okay. Bóng chạy từ sáng. Okay. Em cảm ơn nhiều, thank you em. Vâng. Thank you em chạy rất nhiều luôn. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978228. Anh em ơi, hiện tại thì mình vẫn đang làm việc ở 98A nhá, chỉ tầm khoảng hơn 1 tháng nữa thôi là mình sẽ chuyển sang số nhà 110, cách nhà mình là 4 nhà.
anh em lưu ý giúp mình nhé, cách nhà mình là 4 nhà. Thì vào đây mình sẽ không làm nữa, đây thì mình sẽ xóa sổ luôn. Ở đây mình sẽ xóa sổ luôn, mình không làm nữa anh em nhé. Cảm ơn em trai rất là nhiều. Ở đây mình sẽ xóa sổ luôn và hiện tại thì mình vẫn đang làm việc ở 983. Bye bye mọi người nhé.